Trong tình hình bệnh nên thời gian con ở nhà rất nhiều. Sư chỉ giúp con nên học những gì cần thiết cho pháp học. Tham gia những lớp kinh tạng thì quý vị có thể tham gia lớp pháp cú nè, lớp kinh hạnh phúc Mangala Sutta, hoặc là đi vào những kinh tạng lớn hơn như là trường bộ, là trung bộ, tăng chi tương ưng. Lớp kinh tạng á, nếu như quý vị mà học liên tục á thì nó cũng tốn nhiều tháng á, nhiều tháng thậm chí là nhiều năm chứ không phải là ít đâu. Đấy. Thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Và với quan điểm của sư, một cái vị cư sĩ mà để chắc chắn về cái tri kiến thì vị ấy phải thông qua một lớp kinh tạng, xong một cái còn nếu như mà tạng kinh xong rồi đó, quý vị có thể học tiếp A Tỳ Đàm hoặc là quý vị học Pali, thì đó là quý vị có thể dành rất là nhiều thời gian để quý vị theo đuổi cái pháp học. Những lớp kinh tạng thì có rất là nhiều, quý vị Google ra, thầy sư có thể đề cử một á, là không biết là trong cái trang này bây giờ họ đã cũng chưa có đầy đủ nữa. Lớp thứ nhất là lớp Phật Pháp Bút Tháp Thầm Má ở trên cái trang đây có một cái Facebook sư không biết là của ai, nhưng mà sư thấy cũng rất là hay, đó là vị này đã gom lại những cái bài học cái trang là Vườn Hoa Chánh Pháp. Qua bên cái video á thì họ sẽ có danh sách đây nè, danh sách nè, Pháp Cú Thầm Bà Đá tương ưng, trung bộ, rồi A Tỳ Đàm, những cái bài của Minh Trí, rồi Milanda, đấy, kinh Tứ Niệm Xứ có rất là nhiều, thì quý vị có thể theo dõi. Chỉ có điều là nó hơi kẹt là sư thấy đó là trên Facebook đó, nó không có hỗ trợ chế độ quản lý cái danh sách phát tốt như là Facebook, như là YouTube. Nếu mà YouTube á, những cái danh sách phát này nó sẽ dễ hơn, dễ dễ xem hơn, và nó không có nặng mấy. Chứ còn mà Facebook mà quý vị lướt cái kiểu này nó rất là nặng và nó cũng rất khó tìm kiếm, nó rất khó tìm kiếm. Thì quý vị có thể xem ở trên đây ha. Thứ nhất là trang Facebook Vườn Hoa Chánh Pháp, cái thứ hai là trang thầyrabada.vn, thầyrabada.vn. Ở đây thì để sư coi coi họ cũng có cái này không. Đây, video tâm tạng, đây video tâm tạng ha, đây, nhưng mà cũng chưa có đầy đủ, nhưng mà mỗi nơi một ít, mỗi nơi một ít thì nó cũng đủ cho quý vị. Video tâm tạng. Không phải. Đây, video bài giảng này, bài giảng kinh trung bộ, ha, bài giảng kinh trường bộ, bài giảng tăng chi tương ưng của ngài Giác Nguyên. Tôi lấy ví dụ như bấm vào trường bộ. Đấy. Ha. Đây, một cái danh sách phát trường bộ. Rất là nhiều. Đấy.
rồi nói chung ra thì cái trang này á, quý vị chịu khó gì tìm 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 hiểu ha, có rất là nhiều rồi kinh nói chung sư không có dùng nhiều cái trang này cho nên là sư cũng không có nắm đó, nhưng mà như vậy thì quý vị sư giới thiệu như đây là đủ để quý vị học ná thở rồi nhé.